Xin chào tất cả các bạn nhá. Đi chợ nhá, chợ ngoại ô nhá, chợ buổi chiều nhá. Chợ ngoại ô thành phố. Khu vực gần nhà em Ước. Mua rau được gì được nhanh nhỉ? Rau gì là được. Bà con bán rau ở đây. Đấy, bà con bán rau đây. Đây, mua luôn hàng đầu tiên. Tìm rau ăn lẩu. Có rau má không nhỉ bác nhỉ? Ăn lẩu đi, ăn lẩu ngon mà. Ăn lẩu. Rau rau này ngon đấy nhỉ. Đây, đây lấy thuốc, lấy súng, lấy rau. Đây cho bà cho cả bà già nữa. Ủa, mua cho bà. Mua cho hai bà. Hả? Đó tầm bóp. Ôi đây hết cho bà luôn. Rau này rau này ngon lắm. Rau đây ngon đâu. Đây rau bà mua rau cải của bà xấu quá. Vâng. Chỗ này bao tiền đây bà? Đâu? Ước mang tiền không? Ồ, em quên mất mang tiền rồi. Đây tiền đây. Bà hàng dưới đây. Bà hàng dưới đây. Bà bao tiền, chỗ này bao tiền bà? Em biết tin tưởng phải hát phải đi anh, ta biết pha mà. Đấy, không tin tưởng mà. 7.000 túi này. Túi, cái túi kia của bà bao nhiêu? Sáu nghìn á? Dạ. Không, cháu ăn rau cả đấy. Đấy mua lần lượt chứ ba người sang bà bên này nữa. Hết rồi nhá. Hại mua hai bà già rồi sang bà trẻ nữa. Bà trẻ cho ít rau ấy nữa, đậu Hà Lan nữa, ba loại rau ở đường. Ăn lẩu. Phải cúc thôi. Dạ. Không, đấy, ăn rau đậu Hà Lan. Ngọn hơi còi nhỉ. Rau trồng ở vườn ruộng. Thôi rồi, bằng đấy thôi. Đấy. Rau đậu Hà Lan cho con ấy. Này, ước giả tiền này. Không, bằng đấy thôi. Thế một tí nữa đủ 20.000 thôi. Rồi. Cho 20.000. Đây 20.000. Bao nhiêu tiền hai quả đu đủ đây? 20.000 một cân này. 20.000 một cân à? Chín tự nhiên đấy phải không? Vâng. Kìa mới. Họ bảo 15.000 được không kìa? Đấy mấy quả? Đấy. Quả này dập rồi nhỉ. Đấy quả của chị tầm ngon đấy. Sao đi tìm rau má. Đâu rau má đâu ạ? Rau má. Không có rau má nhỉ? Đâu mổ mèo thôi, mèo bà cứ đấy gà thế này ăn lẩu không? Gà ngon chưa? Có trên này có tầm bóp này, rau má này, củ này không ăn đâu. Trước mình ăn rồi. Ừ. Bánh này. Gái xinh bán hàng này. Nghệ đen này, nghệ đỏ này. Đấy, quả cọ này anh ạ. Cọ này. Ồ. Cọ này ngon cọ lắm. Cọ này thì om. Hả? Cọ này lấy kỳ công mất công lắm. Rung đấy, sau đấy xào lên là rung. À. Rung ấm ấm nữa. Rồi. Lấy không? Ăn không? Đây. Lấy về om. Lấy về ăn. Trên kia có quả chín họ làm rồi mà. Đi trên đấy. Dạ. Thôi, cháu mua nhiều rau dưới kia rồi. Đấy, đu đủ đây này. Măng này. Măng có ăn không? Đây, rau má. Làm tí rau má. Đấy, thì cho em rau má này. Rau nhức xương khớp nữa này. Mùa này bắt đầu đến mùa rau nhức xương khớp này. Đấy, mùa này đúng rau nhức xương khớp này.
Do này mà mang về Hà Nội thì chắc là 100.000 bó. Ủa, dòng má kia ăn được không ạ? Ăn được không? Hả? Được. Không thối đâu, cả quê là nó vàng thôi. Nó không thối nhưng mà chỉ úa, chỉ úa rồi phải không? Mà. Đấy, rau nhức xương khớp. Thế thôi ạ? À? Thế thôi, thế thôi. Bao tiền bó nhức xương khớp? Bao tiền bó xương khớp kia? Chị. 15.000. 15.000. Đấy, tổng bao tiền đấy chị? Là 25 triệu. 25 triệu rồi. Chính đỏ ăn rau đắt nhỉ. 100.000 tiền rau rồi nhá, không đùa đâu. Nhờ. À sang ăn quả cọ. Cọ đâu? Cọ đâu chị ơi? Ở trên lùng vài, lấy đi. Trên lùng vài à? Phải không? Đẹp đáng quá kìa. Giờ mai tụi thằng chanh đó. Đúng chị, lùng vài đấy. Có. Ôi dồi, ôi dồi. À. Ngon đấy. Nhưng ăn... mà hơi mỏng gì tí nhỉ? Ừ. Quả nó to. Ăn nhân cọ nhỉ? Ăn thế là được rồi, ăn một cái thôi. Cho thử một cái thôi á? Thử thôi. Phải thử 2-3 cái mới được. Thử 2-3 cái là mỗi người thử 2-3 cái là hết 1 cân rồi. Làm gì hết 1 cân? Bao nhiêu cân? 20.000 một cân. 20.000 cân thử 2-3 cái là hết cân. Thử, ước thử quản đấy đi. 2-3 cái thì mỗi đứa mỗi thằng 3-4 người thì thử 3-4 quả. Thì thử 2-3 cái bán cho nửa cân nào. Hả? Nửa cân. Cho nửa cân. Cân là lấy làm gì? Hả? Lấy 1 cân đi. Không ăn hết. Hai anh ăn là hết 1 cân. Hả? Thử quả nữa nè. Thử quả nữa nè. Cứ thử tí ăn no lại bảo là không ngon không lấy. Thế là thế nào? Thôi thử quả nữa thôi nhá. Đúng quả nữa thôi nhá. À, làm quả nữa. Cái này ăn được cả vỏ à? Ừ. Ngon nhỉ? Ăn này không bùi nhỉ? Cọ này tốt cho cái gì? Chả biết tốt cho cái gì, cứ đói thì ăn cho no thế thôi. Đói ăn cho no à? Thử quả nữa. Hả? 5 quả nữa ăn. Đây, cho thử ăn. Thử về thoải mái tí chứ. Thoải mái mà đây này. Thoải mái. Thôi, cho 2 túi. Đủ hết rồi. Hai túi này bao tiền? 40.000 ạ. À. Hai túi 2 cân à? Cân một túi này à? Ngon đấy, cọ ngon đấy. Kìa cất tiền đi. Được chưa? Đấy. Cảm ơn đã. Rồi, so xanh. Cảm ơn tiếng rau gọi là gì nhỉ? Cảm ơn tiếng... Là hầu ve. Hầu ve à? Ôi đưa ví đây, tịch thu ví, giả ví. Hầu ve. Đấy, chợ chiều. Làm 2 cân cọ. Làm tí ớt nữa không? Măng không? Làm gì đâu. Ớt, đậu. Rất nhiều đồ. Trứng cút lộn. No rồi. Ăn bánh luôn anh. Làm cái bánh đi. Hả? Ừ. Thôi không. Để anh ăn mua. Bánh nha. Ăn bánh nữa về tối không ăn được. Đấy. Gà 3 tiền cân đấy. Chấm vào. Thôi chào ba bà nhá. Hai bà già một bà trẻ. Ôi ủng hộ thế thôi, ủng hộ dọc từ đầu chợ đến cuối chợ rồi gì nữa. Thôi cháu không ăn được nữa, cứng không ăn được. Ôi cháu chào hai bà về đây, đây đầy một xe rồi thế này. Ôi. Vâng vâng.
lẩu nhá. Đấy. Lẩu chuột. Lẩu chuột. Chuột nhá, chuột món mới. Chuột món mới. Chưa ăn lẩu chuột. Đấy. Ngon lắm. Ây da. Chuột này là gần 6 cân nhá. Đấy, chuột rất to. Đấy, chuột. Ây da. Cứng. Nhưng mà chắc không ai ăn lẩu chuột bao giờ đâu nhỉ? Chưa, em cũng chưa từng ăn bao giờ. Đây, đuôi nó này, đấy, đuôi nó, đấy, đuôi đấy. Ướp nó vừa đi nướng về. Nướng bếp than. Ừ. Cái này thì nhức nách luôn. Nướng bếp than đúng không ạ? Không có lấy đập à? Đập ra. Ừ. Thơm đấy. Giò. Giò mày sợ dã mạnh ghê. Ừ. Với cái khoa đấy nha. Vỡ gạch hòa các bạn. Cái này là vùi vùi do phải không? Cái này là em nướng trên than. Nướng trên than à? Dạ vâng. Ăn mình cứ hơi. Thơm rồi đấy. Cái lật đi lật lại này. Giờ phải để tí nước ăn sẽ. Xem nồi chuột nhé, chuột nhé, lẩu chuột nhé, nhức nách lắm. Bác nào mà ăn chuột gác bếp thì chuẩn bị alo cho Thắng nhé, chuột gác bếp. Chuột 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 gác bếp này thì ngon quá tai luôn. Gửi thêm gửi thêm cho xa nhân nữa thì úi rồi. Được rồi nào. Cái này là bò các bạn. Đấy. Bò là anh em Thắng chưa mổ nhưng mà đây là tới này thì mai kia là anh em Thắng đưa về trên chỗ nhà bố của em Ước. Nhờ em bố em Ước là quản lý mới cả làm hộ cho. Tại vì lũng cáng anh em Thắng không thể vào nữa. Đây. Bò. Chẩm chéo nữa. Mày đốt khô quá. Miếng này đốt khô quá. Ừ. Lấy chẩm chéo không? Ngọt. Ngọt. Cho rau vào được rồi đấy. Trần cho rau, mang rau vào đây để bày bày mâm được rồi đấy. Bê bê bàn cho đây nha. Ngọt quá. Cái bàn này, bàn mâm cơm này. Chiêng để chiêng bảo hộ. Để ra cho bình dựng nó lên. Đặt xuống này đấy khó lắm.
mâm cơm khổng lồ. Tới nhà thả vào chị nhá. Chị cái bếp miếng xanh nhá. Ok, có xanh nhớ trong thì có mà. Cái này đói cơm mà không bê được ấy. Rồi. Có bếp ga mini chưa? Có rồi anh ạ. Đặt bếp ga đặt nồi kia mà. Cái bắt cho vào chanh luôn. Chú này đang nói ngon này. Để to đi. Ngon nhá. Đang nói là ngon đấy. Đang nói là ngon đấy. À đây là một cái bìa cắt tông để lót vào cái mặt này. Không cần đâu. Nó không bị rớt rồi mà. Nó có quả chanh chưa? Cho vào đây. À, cho thịt chuột xuống. Nhấc luôn thịt chuột xuống cái. Trên bếp mà. Cay quá. Mình không ăn được cay lắm nên là so với mọi người thì có thể là vừa tầm. Nhưng mà Thắng ăn là không được cay nhiều. Đó. Nên là Thắng thấy hơi cay. Một tí cay là Thắng đã thấy cay. Đây, chuột mở vung ra nào. Úi giời, đuôi ra nó bét đấy. Đuôi chuột đấy. Chân chuột này ngon chưa? Có tài chưa? Chuột rừng nhá. Nào bác nào mà ăn chuột rừng gác bếp thì alo. Chuột rừng gác bếp. Con này 6 cân. Ăn hết cũng một nửa. Còn một nửa ướp lại cất vào tủ lạnh. Chanh đỏ to mà chẳng có nước này nè. Em cắt một nửa rồi. Con này phải có tí bia nó mới đỡ cay. Chấm nó sâu sâu tí. Lại xịt xả xịt xả. Chập béo. Đào lên nè, à, cho chanh nó xuống. Chị thấy tai em giật giật. Nó mang chỉ ra. Nuốt lưỡi. Đỏ ngòm, miếng này ngòm. Nước ngòm. Ước công chạy nhanh vào hết bệnh. Cái thịt bò này ngon vị khác nhỉ? Thịt bò có vị khác. Mà thịt trâu không ngon vị khác nhá. Qua được ăn thịt trâu, hôm nay ăn thịt bò. Mấy nữa xem bố chồng làm thịt bò nhé. Vâng. Hả? Miếng nào? Nhưng mà miếng này rất đập mạnh quá. Đó. Bố em biết làm mà. Ngon quá. Bữa con đi lấy bia nào. Đó là hai thanh này phải 6 người ăn. Nếu mà ngồi uống bia mấy anh em. Bây giờ tước láo. Không ai tước thịt bò to này cả các bạn. Nó tước là sợi rất nhỏ. Họ bắt chanh lên. Họ chấm lên thẳng về. Nhưng mà ăn cái này sẽ rất tốn bia. Biết tại sao tốn bia. Thứ nhất mà có độ hơi cay cay. Đó. Thắng ăn được cũng là không ăn được cay nhưng mà với cái món thịt như này Thắng ăn được nhiều ạ. Tốn bia. Chuột. Bị lấy rau vào nhiều bia. Mở ra cho bát ra bác con mới đũa. Đây này. Đấy, rau nhức xương khớp này. Nè, rau cây. Đậu Hà Lan này. Rau má này. Thực ra thì nhiều người cứ bảo là hôm nay lúc cái cô bảo là mua rau má là ăn thịt mèo à, nhưng thực ra Thắng không ăn thịt mèo nhá. Đấy, nhiều bác nghĩ là thịt mèo mà Thắng không ăn thịt mèo. Nên là thịt chuột. Đấy, Thắng chỉ ăn chuột thôi. Tháng tuổi mèo nên là chỉ ăn chuột. Rau má này là ăn nó có cái mát đấy, ăn lẩu nó nóng rồi là ăn cái này nó mát.
đấy. Thơm không? Thơm. Đây. Đuôi nhá, đuôi phải để anh nhá. Đấy, đuôi chuột nhá. Đuôi. Đấy, đuôi chuột nhá, các bạn nhìn nhá. À. Kích kích dân nhậu nhá. Cái này cho chủ nhà. Ui. Ấy. Cái này cho Liên. Đây. Nào, đưa bát đây. Ơi. Đuôi chuột. Đấy. Ui, thơm ấy. Thơm không? Thơm luôn, thơm. Nhức xương khớp luôn này. Em chưa ăn bao giờ ấy. Chưa ăn đùi chuột to thế bao giờ. Vâng, lần đầu tiên. Ừ. Rồi. Đuôi chuột. Đấy. Ừ. Dùng đi anh ơi. Nè, đúng không? Xem phèn đâu rồi? Sao nhiều phèn này? À, chân chuột này. Đâu nhỉ? Chân đâu rồi? Đây này. Đấy, đúng rồi. Úi. Chân đấy. Em làm cái chân này. Dài không? Hơi dài anh ạ. Ủa, kinh như cơ à? Nóng ạ. Hay là chưa chín kỹ? Đun tí nữa. Ừ. Này, dùng trước đi nhỉ? Có nên dùng rau vào đây như này không? Đấy. Đúng này chứ nhỉ? Đấy, đúng này là... ăn tí rau, như xương khớp không? Ăn... ăn nhiều chất bổ béo, ăn tí xương khớp này các bạn, như xương khớp nhá. Ăn giống kiểu bên Tây. Rau này chỉ có ở Hà Giang, nó có gai, gai nhọn lắm. Rau này trước mình hay ăn rồi nhỉ anh Thái nhỉ? Ừ. Đấy, đùi chuột to quá nó còn phải xẻo thế này mà. Ăn giống Tây luôn. Giống như Tây. Lấy dao phải xẻo. Ừ. Dai dai ngon, chứ đúng không ạ? Ừ. Dạ nó nò chuột chuột không biết là nó nò đuôi chuột đây đuôi đấy đấy, đấy đuôi chuột này nhớ phải làm miếng có làm chữ cay cay không nhỉ anh nhỉ mời mọi người nhá em cho tí đuôi chuột dài lắm cho vào một tí nữa xong rồi em đắp lên chấm tí chấm chéo vào. Chân chuột cứng đợt. Cứng chuột cứng đá có khác. Đạt. Chuột đấy. Lần đầu tiên được ăn chuột. Dài. Nhưng mà dài mới đúng. Đúng cực. Chuột già. Chuột này chắc nó phải ăn mấy tạ hoa quả. Còn hết. Mày ăn chưa? Thôi, ăn thì gặm hết rồi, đưa người ta. Mày ăn trộm hết ngô của dân rồi. Đấy, cái bát vào đứng xương. Anh đang có cái bát này. Ừ, ăn đi. Này, đuôi chuột đây. Kích thích dân nhậu. Cái này không phải kích thích dân nhậu đâu mà dân không nhậu cũng bị kích thích luôn đấy. À, bác nào mà ăn cái này nhá mà thắng gửi cho nhá mà ăn có mà ăn nhá chuẩn bị chỉ buộc vắt qua tai đề phòng nuốt mất lưỡi à, nước trong veo này cơ mà các bạn nhìn thấy chưa thơm chưa mỡ vàng suộng à. Anh Thắng biết ở trong cái này nuôi em cho cái vỏ gì vào? Vỏ. Cái vỏ giống như vỏ quế, vỏ cây tre. Ừ. Cây đấy là núi đá thơm như kiểu là nó có vị thơm riêng. Cây giống cây quế này. Đấy. Cái vỏ nó rất là thơm. Ừ. Nhiều người không biết cái vỏ đấy đâu mà. Nhưng mà cầu như là món lẩu là người ta hay cho vào. Thế à? Thơm lắm. Nó đuôi ăn ngon lắm. Để cho anh xem. Em đi. Thực ra chỉ thịt nó dai thôi, còn da rất giòn. Thôi ăn phải không?
Đúng rồi, cái da này em cắt giòn mà. Ừ. Cái da ở đùi này. Vâng. Đùi không căng nhỉ? Đây. Cắt đi, đây, vừa cắt không? Ăn luôn cả đùi. Dai à? Như cái đùi gà nhỉ? Biết để hai đùi mà. Ừ. Cho phèn một đùi. Đây có một cái đùi đây. Vợ em răng hơi yếu nên là chắc không ăn được. Chồng chia cho phèn cắn miếng. Dài nhỉ? Em vợ mất phải cắt đấy. Nhưng mà con chuột này nay ăn nhà không ngon bằng hôm nọ ăn trên rừng không nhỉ? Cho ăn, xin đi giấy. Trên rừng. Trên rừng ngon. Mình về nhà nhưng không gian nó không được đẹp. À, ăn trên rừng các bạn ạ, nấu ra xong là sụp sụp sạc sạc ăn nhanh xong để về tối chạy. Ngon nhỉ, thịt nó này cơ mà các bạn. Mỡ nó trong beo, dính dính ngậy ngậy. Rất là thơm. Ăn này nuốt lưỡi. Đùa. Đấy, toàn ăn thịt đấy à? Bò à? Hay là không ăn được chuột? Có phải ăn. Cho đi rau nhức xương khớp vào. Đậu Hà Lan vào. À, rau má đúng bài đây. Đấy, rau má mình thích ăn cái này cho mát. Rau má chỉ tái qua thôi. Đúng ra là ăn luôn này. À, ngày xưa anh đi Nam Định, Hải Hậu Nam Định ấy, họ toàn ăn cái rau má này thái ra xào trứng. Đúng rồi, sáng nay em cũng định mua xào trứng ấy. Đấy, món rau má xào trứng này. Dân đợt đấy anh đi về nào. Khu đấy họ hay ăn cái món này. Cái này Hải Hậu Nam Định. Rộn nhiều mà. Chưa chưa chưa. Rộn nhiều lắm. Chưa xếp một đứa thằng một nửa. Bây giờ về khu đấy thì bây giờ vui lắm. Tầm này. Tại vì ở khu đấy là họ đi đạo nhiều. Đạo Thiên Chúa ấy. Đạo Thiên Chúa ấy. Noel ấy. Đến cả rơm nó mới thơm. Có màn trầu. Cái rau sạch. Đâu đâu đâu. Rau ở ruộng ấy. Rơm. Để đi rửa lại 10 lần mà vẫn không dính. Nó vẫn phải dính mà, cái lá. Rau má. Rau má. Rau nước xương khớp. Rau này ở đây nhá, ăn các bạn nhá, ăn cái rau nước xương khớp này là ăn vào nó ngọt ở cổ. Đấy, nó có gai à. Gai nhưng mà nó mềm hơn. Đúng. Ăn lẩu rất là hợp. Trong ba loại rau ở đây thì các bác là ở dưới xuôi thì sẽ hay được ăn cái loại thứ nhất là tòm bóp. Tòm bóp này thì cho vào ăn một lúc là nồi canh nước lẩu của các bạn ấy rúng nó sẽ bị đắng. Rau má thì được, đúng sở trường của tháng. Là dưới xuôi các bạn hay được ăn. Đậu Hà Lan là chỉ vùng cao. Đấy, bắt đầu từ mạn Hà Giang. Đồng Văn Mèo Vạc, đấy, càng lạnh trồng cái này càng tốt. Lào Cai Sapa. Đấy. Lai Châu, Điện Biên. Còn riêng ông này thì chỉ Hà Giang. Đấy, Hà Giang quê chúng tôi. Đấy, các bạn ăn được cái rau này thì đúng là bổ béo luôn. Rau này là thuốc ấy, ăn thuốc vào người luôn ấy. Thuốc này thuốc bổ luôn ấy. Nhức xương khớp cơ mà. Không biết là đánh vào mạng nó tên nó là gì nhưng mà dân gian họ gọi là rau nhức xương khớp. Chỉ biết thế. Rau ngon tại sao là do là chính là cái ông chuột này rất là ngọt. Phải nói là nước nó ngọt thật. Ngọt thật. Nó mới được như này. Mỡ nó cảm giác không thấy béo nhỉ? Cô nhận không? Phải không có mỡ mấy. Bằng toàn ăn ngô, ăn quả nhỉ? Loại này nó ăn hoa quả mà ơi. Cái loại chùa chù kia là không ăn được.
ăn là nó loại toàn ăn run chứ. Nó có mấy loại chuột. Chuột này nó toàn ăn hoa quả này, rơi rụng xuống ấy. Ngày xưa mà nó còn đi bán thuốc chuột, nó còn quảng cáo chuột Tây Ban Nha, chuột Thổ Nhĩ Kỳ, chuột gì cũng chết. Kinh. Còn đấy. Ăn toàn ăn thuốc rồi. Ngày nào cũng ăn thuốc mọi người nhé các bạn nhé. Đấy. Sống sướng à. Lên Hà Giang nhé. Lên Hà Giang gặp em Phèng Phèng với em Ước này. Toàn món ngon thôi, nhức nách. Đấy. Con này treo lên nhỉ anh nhỉ? Ừ. Bên sinh bắt được nhiều chuột đấy. Ừ. Bảo bọn nó. Bảo treo hết gác bếp xong đóng túi. Hút chân không vào. Không ừ. Chuột gác bếp. Rau này là của mấy bác ở đây luôn. Hương độ. Hương ngon. Nhưng phải nói là thơm. Tôi nói thật là các bạn là hàng xóm khả năng là các còn chuẩn bị bác bát sang đến nơi đấy. Xin ăn cùng với. Xin ăn cùng nơi đấy. Ok. Ăn đấy. Mày ăn đi, ăn đùi đi, ăn chân nhỉ. Ngon mà. Đấy, làm miếng đấy, đấy. Ấy, thì già giòn lắm. Làm miếng này. Đấy. Con nguồn mẹ mẹ. Ăn vô nhiều. Điếc mũi luôn. Gần 30 tuổi. Hơn 30 tuổi bây giờ mới được ăn lẩu chuột một lần. Lẩu chuột. Rồi nhá, Thắng kết thúc cái video của mình đây nhá. Các bác nào ăn lẩu chuột rồi thì bình luận ở dưới video để cho các bác, các anh em Thắng là nấu nó, cách nấu nó có khác nhau không? Đây là anh em Thắng cho vào này, gừng này, thảo quả này, hạt dổi này, hạt mắc khén này, đảo lên với cả vỏ cây re, đảo lên xong là dội nước vào. Đó. Bình thường thì những cái con vật mà mình nuôi ấy là nó rất nhiều bọt, nhưng mà đây mình Thắng để ý là khi đổ vào mà mình để tủ lạnh nó không còn có bọt. Rất là ngon và ngọt lắm các bạn, nước nó rất là ngọt, nước chuột này. Đấy, cái loại chuột 6 cân này đúng rồi. Nước ngọt thật. Còn cái chuột 6 lạng thì không biết nó như thế nào. Ngon. Nó bò đây đấy, làm đĩa bò này không ăn nổi nữa rồi.